là 789k. Mẫu này không có tím nha chị Thảo. Mẫu này có màu đỏ, màu xám và màu đen. Gót cao 12 phân. Ok, chờ em một chút nha. Mẫu này chúng ta sẽ có dây, cái chiều dài của dây rất là dài và rất là cân nhau để chị em mình có thể tạo được rất là nhiều dáng khác nhau. Em cột nơ tất nhiên là không được đẹp rồi ha, mẫu mới cho nên là chúng ta phải cân đối lại cho cái chân. Bé ơi quay chân chị nha, đừng quay gì khác nha. Ok, chúng ta sẽ có hai kiểu, có thể là chị em nào muốn an toàn thì mình sẽ bó chỗ này. Ok ha, chị em mình bó. Khi bó vào đây là chúng ta đã giữ ở đây rồi. Và tiếp theo ở bên này, bên này, bên này ha, thì chúng ta lại tiếp tục bó như vậy nữa. Thì làm vài lần là chị sẽ quen tay thôi. À, chúng ta bó như vậy. Tại em bị ngược cái tay á, em ngược cái tay mình cho nên nó hơi khó chịu một chút. Rồi, và tiếp theo là qua đây. Nếu chị em thích á, thì chúng ta có thể làm thêm một vòng nữa cũng được. Còn thường thì em là tới đây là ok. Và em thường là sẽ bó thêm một vòng ở trên đây. À, mình sẽ như vậy nha chị nha. Ok. Em thì thích như vậy. Nơ thì em thích không có đẹp đâu, chúng ta có thể nghiên cứu thêm một số cái mẫu nơ như vậy. Ok. Sau đó chị choàng qua đây. Nơ chị ha. Luồn qua. Và chúng ta điều chỉnh một chút. Ok. Rồi. Vậy chị ha. Hoặc là điều chỉnh tùy theo các chị em muốn thích cao hay thấp. Và đây. Chúng ta sẽ có được như vậy. Rất là chắc chân, rất chắc, chị thấy không hề bung ha. Không bung. Không bung đâu, yên tâm. Thì việc này thì là chị em ta sẽ có những cái kiểu khác khác nhau. Rồi, đôi thứ hai. Em thì rất là ưa chuộng màu đen. Bởi vì chân em không có được đẹp á. 789 nha chị. Đây. Đôi thứ hai, vì là cái form da là mới cho nên nó sẽ hơi cứng. Bây giờ ví dụ như chị không thích bó cái này nữa thì chúng ta sẽ bó từ ở trên này.
đúng không chị? Ok, tiếp tục chúng ta lại bó ở đây, nó quấn xuống đây. Bây giờ em thì lại thích như đây thôi, em không thích thêm một vòng nữa, đúng không? Nếu chị như vậy thì nó sẽ chắc cái chân chị thêm một chút nữa. Cái liệu da này của mình rất là đẹp cho nên rất là êm, chị đừng có lo cái việc mà cấn chân hay đau chân gì thì không có đâu chị nha. Ok, đó là kiểu thắt thứ hai. Nơ thì em thích cái kiểu muôn thuở, là em thích cái nàng nơ kiểu kia, đúng không? Lâu lâu cái thắt bị ngược tay á, cái ngược tay là em hay bị lộn cộm. Đôi này hiện tại shop đang bán là 789.000 nha chị Quỳnh Anh ơi. Ai, chúng ta điều chỉnh một chút. Ok, chúng ta lại có một cái kiểu nơ khác nữa. Thì chị em tin không? Chúng ta vẫn chắc chân, rất chắc, chắc ha. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ đi chắc cái chân rồi thì mình sẽ cột vài lần mình sẽ quen. Bây giờ em sẽ đi cho các chị coi là nó có bị tụt gót hay không nha. Ok. Rồi. Ok. Đây là cái góc nghiêng bên chân phải mà em cột trước. Đây là góc bên trái mà em cột ở phía sau lên. Rồi. Em xin phép đi nha. Không thể tụt gót rồi đó chị. Là cột trước hay cột sau đều không bị cột đó. Ok. Và chúng ta có tổng cộng là 3 tông màu. Bạn sẽ cho các chị coi đây là tông màu đen và tiếp theo là tông màu xanh và màu xám. Sản phẩm này là 789. Chị nha, mẫu này chỉ có màu xám là tông sáng thôi. Đây, gót rất là đẹp, cao 12 cm. Còn đây là màu đỏ, tông đỏ cam rất là đẹp. Cái
tông màu đen. Đôi đỏ là 789k nha chị Victuvu. Chị vui lòng inbox cửa hàng nha, các bạn sẽ gửi thêm nhiều góc cho chị xem và chốt đơn hàng trong hôm nay. Các bạn nào mà chốt đơn hàng trong buổi livestream ngày hôm nay là sẽ được giảm ngay 10% cho buổi đặt hàng ngày hôm nay nha. Nếu các bạn inbox đặt hàng ngay hôm nay thì các bạn sẽ được giảm ngay 10% cho mẫu 12 cm cột dây này. Giá của mẫu này là 789k. Bên mình free ship COD toàn quốc. Yêu cool, đôi này 789k nha bạn. Bây giờ Trini xin phép là sẽ hướng dẫn là các bạn cái cách cột nơ. Cột nơ ha. Để một số bạn vô sau sẽ không có cập nhật được. Đợi Jenny một chút. Đây rồi. Jenny sẽ chỉ cho các bạn cách cột nơ. Đấy là chân dài. Cái này mình sẽ coi như là cổ chân. Các bạn có đặt câu hỏi thì em trả lời nha. Các bạn mà nếu đặt hàng ngay ngày hôm nay là sẽ được giảm 10%. Đây, chúng ta sẽ cột theo cái kiểu như là chúng ta sẽ cột như vậy. Dạ chị Kim Ngân ơi, hiện tại đôi này bên em là đang bán 789.000 chị nha. Tại sao các bạn phải bó này? Mình coi như đây là cái gót chân của các bạn. Và cái việc bó này sẽ giúp cho cái gót chân của bạn không có bị bung ra ngoài. Chúng ta sẽ tùy theo cái hướng nào là hướng chỉ ra ngoài ha. Ví dụ mẫu này thì cái hướng bên này sẽ là cái hướng trực tiếp mọi người nhìn vô. Nhìn vô thì chúng ta sẽ đi một vòng. Một vòng qua bên này nữa. Và khi bạn đi một vòng như vậy thì cái mẫu này sẽ ở đây. Ok. Màu đỏ người đẹp chờ một chút nha. Nãy giờ đang nói rồi cái mình quên mất là đi tới đâu rồi. Quên rồi, lặp lại. lo tư vấn với lặp lại. Bây giờ ở đây mình sẽ đi qua đây một vòng. Ok. Thì cái này các bạn sẽ đi qua đây. Mới đúng. Thì các bạn đã vô trúng cái tâm của nó rồi. Trên thì thường là tỉ cái cổ chân của mình nó dài á, cho nên là Trinh sẽ kéo lên tới trên luôn. Còn một số bạn á thì không thích, thì Trinh sẽ làm cái mẫu mà không kéo lên quá cao. Thì khi các bạn thấy cái nơ đúng không, các bạn lấy mẫu này lên. Ok. Các bạn choàng qua đây. Các bạn choàng qua bên này rồi thì chúng ta sẽ có cái mối nối ngay chỗ này. Ok, các bạn lại tiếp tục bọc lên đây. Các lại lấy một nơ lên nha. Và chúng ta luồn qua cái này. Và chúng ta gút lại. Trinh sẽ làm thật là chậm để các bạn hình dung được cái gút. Sau vậy chúng ta sẽ điều chỉnh một chút lại. Mình cột bằng chân thiệt như hồi nãy thì cái việc cột sẽ dễ hơn là chúng ta cột bằng chân model. Thì trên này không thể nào mà siết cho nó chắc lại được. Ok. Và sau đó chúng ta điều chỉnh một chút. Rất là đẹp. Ok. Ha. Thì cái này là tại vì đây là cái chân bằng nhựa. Nếu mà cái thường là cổ chân ta sẽ cao hơn một chút nữa. Và sẽ quấn theo được một vòng, nó sẽ cột ra những cái nơ rất là đẹp. Mấy hai nữa là chân không có khéo tay cho lắm. Rồi, ok.
câu hỏi gì nữa không? Các bạn có câu hỏi gì thì đưa đỏ, đưa đỏ. Đây. Xem gì em? Đúng rồi. Hiện tại bây giờ các bạn inbox đặt hàng ngay ngày hôm nay thì là tổng bill các bạn sẽ được giảm ngay 10% với mẫu cột nơ mới nhất của thương hiệu TL High Heel. Chất liệu da nhung. Gót 12cm thì các bạn nhìn thấy. Gót rất thanh mảnh, rất cao. Bọc rất đẹp. Và đôi này đặc biệt rất êm, bởi vì bên trong của Jenny có một lớp lót đặc biệt. Tông màu này dù là da đen hay trắng gì vô chị thấy nó cũng nổi hết. Và đây là tông màu sáng. Tông màu sáng với thiết kế đặc biệt là dây. Và các dây này các bạn có thể tạo được rất nhiều kiểu. Các bạn có thể bó gót hoặc các bạn khoanh từ trên này xuống. Tuy nhiên với cái cách một dây này các bạn sẽ rất là thư thả, bởi vì là các bạn chắc chắn không bao giờ bị tụt gót. Gót cao nhưng là rất chắc chắn các bạn nha. Nha. Jenny bảo hành 1 đổi 1 nếu mà có bị gãy gót hoặc bung gót. Và Jenny bảo hành 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất. Bên Jenny là free ship COD toàn quốc, ship hàng toàn quốc nha các bạn. Ngoài ra những cái nguyên vật liệu của Jenny đều nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về. Đây, dây chuyền sản xuất đặc biệt. Như các bạn nhìn thấy đây. Nút gót Jenny bảo hành trọn đời. Các bạn đi các bạn qua đây mà có hư nút thì qua đây Jenny sẽ thay một nút mới cho các bạn. Jenny bảo hành các bạn có thể order mẫu mà nếu không vừa size Jenny vẫn đổi size cho các bạn. Tuy nhiên Jenny vẫn tư vấn cho các bạn một điều như vậy ha. Size thì khi các bạn inbox cho các bạn tư vấn, mình tư vấn nên gửi cho các bạn một cái bản đo size. Thì Jenny đã nhờ đổi thiết kế rất là rõ chi tiết về cái size cho các bạn, để các bạn có thể biết rõ là mình đi size nào. Ok, Jenny nhắc lại. Mẫu TL Luxury nó có 3 tông màu, là tông màu xám, gót cao 12cm, cột nơ đen cao 12cm, cột nơ. Và tất nhiên là cả màu đỏ cao 12cm, cột nơ. 3 tông màu đang hot nhất hiện nay. Và mẫu này đang là mẫu thị trường săn đón nhất. Jenny Physics COD toàn quốc giảm ngay 10% với đơn hàng order ngay ngày hôm nay. Nhân viên tư vấn sẽ chăm sóc bạn ngay bây giờ. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ livestream vào câu hỏi tiếp theo, xem có mẫu mã nào đẹp hơn nữa. Và tất nhiên là và hả? Giá của mẫu này là 789, giảm ngay 10% nếu order ngay ngày hôm nay bạn nhé. Ngoài mẫu này ra, Jenny đang cũng có một dòng đang rất gây bão hiện nay. Nó chính là dòng mũi vuông, gót kim tuyến đặc biệt, lớp lót êm đặc biệt của thương hiệu Jenny. Giá của mẫu sản phẩm này là 549k. Hiện tại chúng ta có 4 tông màu đặc biệt, đó là tông màu xanh đen, tông màu xanh ngọc, kim tuyến xanh ngọc. Màu hồng kim tuyến 8cm. Tông đen gấp kim tuyến. Hai mẫu được trưng bày ngày hôm nay trong buổi livestream. Khi các bạn inbox sẽ được giảm ngay 10% chỉ duy nhất trong ngày hôm nay. Mẫu gót vuông mức 8cm giá là 549k. Mẫu TL Luxury có giá là 789k, gót 12cm. Các bạn inbox ngay để đội tư vấn chăm sóc và đặt nhận order của các bạn nhé. Giảm ngay 10%. Xin cảm ơn.